trong chương trình đọc truyện buổi tối ngày hôm nay. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2, bộ truyện hình sự trinh thám của tác giả Đức Dũng, tác phẩm được mang tên Thung lũng không tên. Năm người ngồi quây xung quanh chiếc bàn nhỏ trên tầng lầu của một căn nhà nằm sâu trong hẻm. Đó là nơi ở của Hoài Hương. Trong số những người có mặt, ngoài Phi, Hương và Sơn còn có hai thanh niên nữa. Người thứ nhất là Khải. Hắn chạc độ 25-26 tuổi, dáng người tầm thước. Trên khuôn mặt lì lợm là đôi mắt trũng sâu, hàm răng vẩu và mái tóc dễ che luôn chĩa thẳng ra trước trán giống như vành mũ. Người thứ hai trẻ hơn là Thọ. Anh ta có dáng cao lớn nhưng ngọc nghệch và một khuôn mặt chất phác. Cũng giống như Sơn, Thọ đến đây là lần đầu. Gia đình anh ta vốn cùng ở trong một xóm ngoại thành với Phi. Trong một lần qua nhà, Phi đã tuyển mộ được Thọ cùng đi theo mình. Hoài Hương nhanh nhẹn rót rượu từ một chai martini ra những chiếc ly có chân đế cao. Sau đó, cô ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phi. Còn Phi thì nâng cao ly rượu lên ngang tầm mắt, trịnh trọng tuyên bố. Các chiến hữu, từ giây phút này, chúng ta là một, cùng gắn bó với nhau như anh em một nhà, sinh tử có nhau. Nếu chúng ta đồng tâm hợp lực, số phận của mỗi người sẽ hoàn toàn thay đổi, chỉ cần có lòng dũng cảm. Xong đoạn mở đầu ấy, Phi lần lượt cụng ly với từng người. Sau đó, cả bọn ngửa cổ uống cạn. Trong khi Hương rót tiếp rượu, Phi nói tiếp bằng giọng dứt khoát. Tôi tuyên bố, trong nhóm này, sau tôi, chú Sơn sẽ là người chịu trách nhiệm lớn thứ hai. Về tài chính của cả nhóm, Hoài Hương đây chịu trách nhiệm. Phi nói và lại nâng cao ly rượu. Trong khi đó, Hương đi lại phía tủ lấy ra một cái ví lớn. Cô ta đưa cho Phi. Hắn mở ví, lôi ra một nắm tiền giơ lên và sau đó lại nhét trở lại trong ví. Ngày mai, ta sẽ lo sắm thêm một vài thứ trang bị khác nữa. Còn bây giờ, chúc mừng cho sự may mắn đang chờ đợi chúng ta phía trước. Năm người lại lần lượt cụng ly với nhau. Sơn dốc tuột cả ly rượu vào cổ họng. Anh không còn cảm thấy day dứt nữa. Thôi, cứ đi. Rồi ra sao thì ra. Bây giờ mình còn gì nữa đâu. Bao giờ kha khá rồi, mình sẽ đi tìm em Thủy. Rồi còn lo chồng cho nó nữa. Nghĩ tới em, Sơn bỗng cảm thấy trong lòng nhói lên. Anh như thấy rất rõ khuôn mặt của Thủy. Một khuôn mặt với đôi mắt có hàng mi dài. Không giống những người may mắn khác, hai anh em Sơn lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc của bố. Ngay từ khi Sơn chưa tròn 10 tuổi, bố anh đã qua đời vì bạo bệnh. Má anh tần tảo nuôi hai anh em anh khôn lớn để rồi lại gánh chịu một thử thách khốc liệt khi Sơn phải vào trại cải tạo. Đó là một đòn quá nặng nề và bà đã không đủ sức vượt qua được. Hoài Hương lại mang thêm rượu ra. Những chiếc ly lại dơ cao và dốc xuống. Cuộc nhậu ấy kéo dài từ chập tối tới gần nửa đêm. Đó là cuộc tụ họp để ra đời một nhóm đào vàng dưới sự chỉ huy của Phi. Hai ngày nữa, họ sẽ lên cao nguyên để bắt đầu đi tìm sự may mắn trong những khu rừng mênh mông. Dù không nói ra nhưng Sơn cũng hiểu rằng đó là một công việc đầy mạo hiểm và không biết điều gì đang chờ đợi họ. Nhưng trong hoàn cảnh của anh bây giờ, anh không được lựa chọn nữa. Trước khi lên cao nguyên, Sơn đã đến thăm mộ má. Đó là một ngôi mộ nhỏ nằm ở góc của một nghĩa địa nhỏ. Thắp một bó nhang lớn, Sơn cắm lên mộ má. Anh quỳ trước mộ, cúi đầu lặng lẽ. Trong phút ấy, hình ảnh má anh lại hiện lên. Suốt một đời vất vả, bà đã chắt chiu, đã nuôi hai anh em anh khôn lớn như một thân cây khô xác vì dành nhựa để nuôi những mầm xanh. Má đã chịu bao nhiêu vất vả, đã trải qua bao nhiêu những bước thăng trầm. Nhưng má đã cắn răng chịu đựng và đã vượt qua. Nhưng cuối cùng bà đã gục ngã do sự đổ vỡ của chính cuộc đời anh. Gió thổi lay lắt làm những làn khói nhang tản ra, quấn quýt quanh ngôi mộ. Có lẽ trong phút ấy, người dưới đất cũng đang vui mừng khi thấy anh đã trở về. Trên cao, bầu trời bồng bềnh những tảng mây màu trắng và nắng sớm hồng hào trên màu cỏ non xanh. Sơn cúi đầu trong nỗi buồn mênh mang, câm lặng. Anh hiểu rằng nếu còn sống, chắc chắn má sẽ không cho phép anh lên cao nguyên đi tìm sự may rủi. Và nhất định bà sẽ hỏi. Con tính đi đâu? Con tính bỏ má và em con sao? Con Thủy còn bé bỏng như vậy. Sau này má mất đi, nó chỉ còn có trông cậy vào con.
vậy mà còn tính bỏ má và em sao? Ảo giác mạnh đến mức Sơn rùng mình. Anh như nhìn thấy rất rõ khuôn mặt buồn bã của má anh khi nói những lời ấy. Cái khuôn mặt đã bao lần anh nhớ đến với nỗi giằng xé. Sơn nặng nề đứng dậy. Anh thì thầm nói với người đã khuất. Má ơi, má tha lỗi cho con. Con xin hứa với má sẽ tìm được em Thủy. Nhất định con sẽ tìm được nó và thay má để lo lắng cho nó. Nặng trĩu trong những suy nghĩ ấy, Sơn rời nghĩa địa. Chiếc xe ca thong thả dừng bánh trên sân một bến xe của một thị xã trên cao nguyên. Hành khách trên xe lục tục kéo nhau xuống. Trong số đó có cả bốn người Phi, Sơn, Khải và Thọ. Trên vai họ đều khoác ba lô. Sau khi đã xuống sân bến xe, Phi đảo mắt quan sát một vòng theo thói quen rồi kéo cả bọn vào một quán nhậu gần đó. Trong quán, ngoài một cô gái trẻ đang thoăn thoắt xào nấu, sau quầy hàng nghi ngút khói còn có một ông già dáng nhỏ thó, chân bước khập khiễng đang lăng xăng đi lại phục vụ khách nhậu. Nếu không kể nhóm bốn người của họ, ở đây đã có hai nhóm khách đang ăn. Nhóm thứ nhất gồm sáu người, trong đó có một ông già dáng cao lớn quắc thước mặc một bộ bà ba đen và một thanh niên trẻ măng, chỉ chạc khoảng 16-17 tuổi. Nhóm thứ hai chỉ có bốn người nhưng dáng vẻ bặm trợn hơn nhiều. Vừa ăn, chúng vừa trao đổi với nhau những câu nhát gừng và thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn nhanh ra xung quanh với vẻ đầy cảnh giác. Khi nhóm của Phi và Sơn đang ngồi quây lấy một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc, ông chủ quán khập khiễng tiến lại. Ông ta cúi xuống, hỏi họ dùng gì. Phi nói ngắn gọn vài món ăn. Ông chủ quán gật gật đầu rồi quay lại quầy. Chỉ một thoáng sau, ông ta đã lễ mễ bê một cái khay lớn về phía họ. Trong khay là một con gà luộc vàng ươm, xung quanh phủ rau thơm. Cạnh đó là thìa, dĩa và hai chai rượu trắng. Sau khi đặt tất cả xuống bàn, ông ta quay lại quầy và mang tiếp đến vài món nhậu khác. Vừa rót rượu ra các ly, Phi vừa nói giọng hồ hởi. Nào, thưởng thức một bữa cơm cao nguyên đi, tụi bay. Ăn lấy sức để rồi còn đi. Đừng có đứa nào xỉu đó nghe. Đây chỉ mới là đoạn khởi đầu thôi. Ngừng một lát, hắn mỉm cười nói thêm. Tụi bay đừng lo, vô trong đó. Nếu mà chúng thì hỏng có thiếu chi hết. Rượu, đồ nhậu, bia bọt, cả gái nữa. Chỉ sợ không có sức. Chừng nửa giờ sau, bữa ăn đã xong. Ông chủ quán lại nhanh nhẹn mang đến bàn họ một khay đựng cà phê, thuốc lá hezo. Không cần mời, ông ta bỗng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cả bọn và hỏi giọng tự nhiên, thân tình như người nhà. Các chú đi chi? Vàng hay trầm? Cả bọn kinh ngạc nhìn ông ta, Khải hất hàm. Ông cần biết để làm chi vậy? Ông chủ quán cười hiền lành. À, chẳng hạn như tôi có thể giúp đỡ các chú trong khâu tiêu thụ chẳng hạn. Hoặc như các chú có cần trang bị dụng cụ gì đó, tôi cũng có thể giúp. Tôi thấy hình như các chú chưa có nhiều kinh nghiệm. Phi nói bằng giọng không lấy gì làm thiện cảm. Mà tại sao ông biết? Ông chủ quán vẫn tươi cười. Tôi bán hàng ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được. Các chú có cần chi, tôi sẵn lòng. Cả bọn nhìn nhau. Sơn hỏi ông chủ quán bằng giọng nhã nhanh on. Vậy ông có thể lo cho tụi tôi một số dụng cụ được chớ? Được quả chớ, ông chủ quản cười, nhưng các chú định đến đâu? Thung lũng khỉ, khe rùa vàng hay xa hơn? Có bao nhiêu những địa điểm như vậy? Sơn hỏi. Nhiều lắm, nhưng ở hai nơi nói trên, người ta đang đào đãi khá đông. Hơn nữa, cũng chỉ có ở những nơi này, tôi mới có thể giúp đỡ các chú. Ngoài ra, là thuộc phạm vi của những người khác. Nhưng ông định giúp đỡ như thế nào? Khải hỏi giọng nóng này. Ông chủ quán hơi nheo mắt. Có gì đâu. Chẳng hạn như tôi có thể giới thiệu các chú với những người quen của tôi. Họ sẽ bảo trợ cho các chú trong trường hợp có chuyện gì đó không hay xảy ra. Sao? Ông nhìn tụi này có giống như những người cần bảo trợ không? Khải hỏi. Mắt long lên. Ông chủ quán thản nhiên. Thì tôi cứ hỏi trước các chú vậy thôi. Không đồng ý thì thôi. Có chi mà phải làm dữ. Khải đấm xuống mặt bàn làm ly cốc nảy lên. Tụi tôi không phải con nít. Ông đừng có xạo. Ông chủ quán vẫn không hề đổi sắc mặt. Các chú hồng chịu thì thôi. Việc chi la lối dữ dằn vậy? Khải đưa tay chỉ mặt ông chủ quán. Ông bán hàng thì cứ bán hàng.
đừng có mà xía vô chuyện của người khác, coi chừng mang vạ đó. Sơn vội lừ mắt ngăn cơn nóng nảy thiếu suy nghĩ ấy của Khải. Trong khi đó, ông chủ quán nhếch mép cười khẩy. Tôi chỉ sợ chính các chú mới gặp phải chuyện không hay thôi. Đó là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng Khải không hiểu. Hắn đứng bật lên, rút dao ra khỏi thắt lưng. Ông tính dọa tụi này hả? Ông chủ quán khẽ lắc đầu, lui xa ra. Nhóm mấy người đang ngồi gần của thấy vậy cũng kéo nhau đứng lên, đi ra khỏi quán. Họ không thích dây vào những chuyện phiền toái. Nhưng nhóm thứ hai gồm bốn tên đang ngồi cạnh đó thì ngược lại. Chúng thong thả đứng dậy, dùng chân dẹp ghế sang một bên rồi tiến đến bên cạnh nhóm của Sơn. Trong một thoáng, trên tay cả bốn đứa đều lăm lăm những con dao nhọn. Một gã có nước da đen sắt, dáng người nhỏ thó như một thiếu niên hất hàm nói với Khải. Thử sáp vô đi con, tạo xin mày ít tiết liền hà. Sự tham gia bất ngờ của bốn tên khách nhậu làm cả bọn ngạc nhiên. Họ cũng vội vã đứng bật dậy. Hai nhóm người gườm gườm nhìn nhau trong giây lát. Một tên có khuôn mặt bành bạnh và nước da vàng như nghệ lè nhè giải thích. Tụi tao cũng là khách nhậu thôi, nhưng thấy tụi mày hăng máu quá nên cũng muốn đâm chém tí chút cho đỡ buồn. Nào, chơi đi. Một thoáng im lặng nữa trôi qua, biết rằng không thể làm giữ, Khải đành dắt dao trở lại vào thắt lưng. Ông chủ quán đang đứng cạnh đó mỉm cười hiền lành. Chú đã hết nóng, vậy là phải đó. Bốn tên đang đứng xung quanh cũng thu dao lại và thản nhiên trở lại bàn của mình. Cô chủ quán lại bê tiếp ra một khay nữa. Cả bốn đứa lại tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Còn ông chủ quán thì quay sang hỏi Sơn. Vậy còn dụng cụ, có cần nữa không? Có, Sơn gật đầu và ra hiệu cho Phi lấy ra một sấp tiền. Ông lo dùm cho tụi tôi nghen. Ông chủ quán lẳng lặng đỡ tập giấy bạc từ tay Phi và thong thả đếm. Chiếc xe tải Ben Bon trên con đường quốc lộ, xuyên qua những cánh rừng bạt ngàn. Trên thùng xe có khoảng hơn chục người đứng ngồi lố nhố. Xuống hết một cái dốc dài, xe dừng lại để cho những người ngồi trên nhảy xuống. Trong số đó có cả nhóm bốn người của Sơn và nhóm sáu người do ông già dẫn đầu. Khi họ đã xuống hết, chiếc xe dùng mình nhả ra một quầng khói đen rồi tiếp tục bỏ lên dốc. Mọi người lúi húi kiểm tra lại ba lô và những thứ mang theo. Sau đó, họ nối nhau đi vào một con đường mòn dẫn sâu vào những cánh rừng ngay cạnh đó. Đã gần đứng trưa, mặt trời tháng ba tỏa sáng rực rỡ, cao nguyên lồng lộng gió. Rừng cây lao xao như đang thì thầm kể cho nhau nghe về những bí mật của miền đất này. Đất ba gian sạm đỏ dưới chân, hai bên đường, những cành lá rậm rạp chia ra cản bước chân người. Nhưng bất chấp tất cả, đoàn người vẫn mải miết bước dấn sâu vào trong cái màu xanh trùng điệp, bất tận của rừng. Ở một chỗ nghỉ dọc đường, lại có thêm một nhóm khoảng 6-7 người cùng nhập bọn. Chỉ cần nhìn qua hành lý của họ cũng có thể đoán chắc rằng đó là những người đang đi theo tiếng gọi của thung lũng vàng. Đoàn người vẫn lầm lũi bước, đá sắc, gai nhọn và con đường treo leo qua những thung lũng, những vực sâu vẫn không ngăn cản được họ. Càng đi, rừng càng trở nên dày đặc hơn. Có những lúc, họ qua rừng che gai tua tủa những cành đầy gai nhọn làm rách toạc áo. Có lúc, họ đi qua những khoảnh rừng thưa thớt và đôi khi phải lội bỉ bõm dưới dòng suối trong vắt để tìm con đường mòn đã bị khuất dưới những bụi cây rậm rạp. Có lúc, đoàn người đi lên một đỉnh đèo lộng gió và từ đó có thể phóng tầm mắt ra một vùng rộng lớn xung quanh với màu xanh như biển đang nhấp nhô những con sóng xanh xôn xao đầy sức sống. Ở đây, họ dừng lại ít phút nghỉ lấy sức. Cũng như mọi người, Sơn hạ ba lô và những thứ trên tay xuống. Anh đưa ống tay áo gạt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ gay và thở dốc lên. Trong khi đó, những người đi cuối cũng lần lượt leo lên đến nơi. Ông già cao lớn mặc bộ bà ba đen quẳng ba lô, ngồi phịch xuống đất. Một lúc sau, chừng như đã đỡ mệt, ông ta quay sang phía Sơn. Các chú gây sự với tụi nó làm chi? Sơn ngạc nhiên nhìn ông già. Bác nói sao? Gây sự với ai? Ông già nheo nheo đôi mắt linh lợi như mắt thanh niên và nói tiếp. Tụi ở bến xe đó, lúc ấy, tụi tôi cũng đang có mặt ở đó mà. Các chú có biết chúng là ai không? Xem ra ông già có vẻ hiểu biết nhiều. Sơn thành thật. Chúng nó là ai vậy bác?
Ông già vừa vấn một điếu thuốc rẻ vừa thong thả nói. Lão chủ quán đó có tên là Tư Cả Nhắc. Đó là một đầu mối chuyên thu thập người cho bọn cai đảo vàng. Lão ta có những quan hệ mật thiết với bọn đầu nậu ở các thung lũng đảo vàng. Quan hệ đó, các chú cũng đã thấy. Có phải là những đứa lúc đó không? Sơn hỏi. Mấy thằng đó cũng giống như giao liên chạy từ thị xã đến các điểm đảo vàng. Chúng móc nối những quan hệ làm ăn giữa hai nơi. Nhưng sao bác biết nhiều vậy? Sơn băn khoăn hỏi ông già nọ. Tôi đã đi rồi mà. Ông già rít mạnh hơi thuốc lá cuối cùng và quẳng mẩu thuốc xuống đất. Lần trước, chính lão Tư Cả Nhắc đã giới thiệu tôi đến thung lũng khỉ để làm thuế cho thằng Lai đầu nậu. Một thằng mập ú vì nốc bia cả ngày. Nhưng chỉ được hơn một tuần, tôi bị sốt rét dữ quá nên phải quay về. Nhưng liệu có ăn nhầm gì không bác? Sơn hỏi ông già. Tôi chưa làm lâu, nhưng nghe chừng cũng khó khăn lắm. Mà nếu có chúng đi nữa, chưa chắc đã giành được mà mang về. Tụi cướp hoành hành dữ lắm. Vậy bác còn đi làm chi? Sơn nhíu mày, ở nhà đặng giúp đỡ bác gái có hơn không? Ông già thở dài, nhìu hút vào màu xanh mênh mông của những cánh rừng và chậm rãi nói. Chắc chú không phải người làm ruộng, chú không biết chớ. Ngán quá trời rồi, làm cật lực mà hồng có đủ ăn. Rồi mới đây lại có thêm cái nạn xuất hiện bọn cường hào mấy nữa chớ. Thì cũng cử đi thử vận may coi. Phút nghỉ ngơi đã qua, đoàn người đứng lên, lục tục xuống dốc. Do có cảm tình với ông già, Sơn đi tụt lại để nói chuyện với ông cho vui. Khi họ đã bước bên cạnh nhau, Sơn nối lại câu chuyện bỏ dở ban nãy. Lần này bác tính tới đâu? Anh hỏi. Có lẽ phải đi xa hơn lần trước, tụi tôi tính đến khe Rùa Vàng. Nghe nói ở đó có thể có nhiều hy vọng hơn. Ngoài thung lũng khỉ và khe Rùa Vàng, ở đây còn chỗ nào có thể đến nữa không bác? Sơn hỏi tiếp. Còn chớ, ông già đáp, còn có thung lũng lợn rừng, khe Bò Tót, vũng cây lim ở sâu phía trong. Ngoài ra, còn có hàng chục địa điểm không tên ở rải rác khắp nơi. Nhưng thung lũng khỉ thì gần tới rồi đó, khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nữa. Qua hết một khu kinh tế mới và một bản của người Ê Đê là đến nơi. Con đường rừng ngày càng trở nên rậm rạp hơn. Đoàn người vẫn mải miết nối nhau dẫn vào màu xanh bất tận ở trước mặt. Đang đi, Phi bỗng dạt sang một bên và chờ Sơn đi tới. Hắn ngoắc anh đi chậm cho đoàn người đi qua. Sau đó hắn hỏi nhỏ. Lão già nói chuyện gì thế? Ông ấy nói gần đến thung lũng khỉ rồi. Tụi mình có định vào đó không? Nhưng lão ta tính tới đâu? Phi hỏi. Ông ấy nói sẽ đi xa hơn. Vào thung lũng Rùa Vàng. Vậy tụi mình sẽ vào thung lũng khỉ trước, Phi nói và lại lầm lũi bước đi. Một lúc sau, hắn nói thêm, mày nên cảnh giác. Đừng có mà thật thà kể hết mọi chuyện. Ở đây không thể tin ai được đâu. Hình như Sơn định nói thêm một câu gì đó, nhưng anh đã nén lại được và tiếp tục bước. Con đường mòn treo leo trên những sườn đồi bỗng trở nên thoáng đãng hơn. Qua những khoảng trống, có thể nhìn thấy bên dưới nó là một bình nguyên rộng lớn. Giữa bình nguyên là một khu kinh tế mới với những nếp nhà nhỏ màu bàng bạc, những khu vườn xanh như những ốc đảo. Ở một đôi chỗ, làn khói đốt nương vẫn còn nghi ngút bay lên, mang theo cái mùi hăng hắc của cây cỏ bị đốt. Thấp thoáng có những chiếc nón màu trắng, màu xanh ẩn hiện trong màu xanh sum xuê của cây cỏ. Vừa mải mê nhìn xuống bình nguyên mênh mông, ông già quay sang phía người thanh niên trẻ đang đi bên cạnh và thốt lên. Chao ơi, đất đai mênh mông thế kia, quang nè, giá như bà con quê mình được ở đây hè. Phải biết đó, mà đất thì màu mỡ. Người thanh niên có tên là Quang gật đầu. Tha hồ mà làm, mà ở đây, mấy thằng cường hào mới có muốn lấn chiếm cũng không đủ sức mà ôm hết đất. Trong khi hai bác cháu người cùng quê đang trao đổi với nhau thì một điều bất ngờ bỗng xảy ra. Khi đoàn người vừa xuống một thung lũng giữa hai ngọn đồi, từ trong những bụi cây bên đường bỗng có ba người nhảy vọt ra. Cả ba đứa đều lăm lăm ba khẩu AR-15. Trong bộ dạng của chúng thật khủng khiếp với hình dáng gầy gò, quần áo dân tộc rách mướp và những mái tóc dài rối bù bao phủ quanh khuôn mặt và những đôi mắt chúng sâu đầy thù hận. Một tên quát lên bằng cái tiếng kinh lơ lớ. Đứng im, giơ tay lên. Đoàn người đứng sững, ngơ ngác,
có kẻ định bỏ chạy nhưng tên cướp đã nhắc lại mệnh lệnh một cách cương quyết hơn. Giơ tay lên, hay chúng mày muốn ăn đạn? Đoàn người bất lực đành giơ tay lên. Trong khi đó, để lại một tên giương súng chĩa vào đoàn người, hai tên còn lại cắp súng ngang hông và bước tới gần những người đứng gần nhất. Không thèm nói một lời, chúng chọc tay vào ba lô của họ như để sờ nắm thử xem có gì bên trong. Khi sờ tới bao đựng gạo, một tên khẽ kêu lên, một tiếng khàn khàn rồi lột luôn. Chỉ cần khám xét vài ba người theo kiểu như vậy, bọn chúng đã có ba bao gạo nặng. Vẫn dữ tợn như thế, chúng lùi lại và lùi nhanh vào trong rừng. Trong một thoáng, những hình dáng rách dưới đó đã biến mất như một bầy quỷ sứ vừa chợt xuất hiện và biến đi, không để lại một dấu vết. Đoàn người vẫn đứng lặng vì những điều vừa xảy ra. Ông già mặc bà ba len lên trước, hỏi những người đã bị cướp. Chúng nó lấy gì thế các chú? Gạo, bác ạ, những người bị cướp ngao ngán nói. Phun rô đó, ông già nói giọng khàn khàn, chúng nó đang chết đói nên rất cần lương thực mà. Thôi đi đi bà con, lần trần, lỡ chúng nó quay lại thì lôi thôi. Đoàn người như sực tỉnh, họ xốc lại ba lô và những thứ mang theo rồi vội vã đi tiếp. So với lúc trước, thái độ của họ bây giờ cảnh giác hơn. Vừa đi, họ vừa ngó nghiêng ra những bụi cây hai bên đường bằng những ánh mắt đầy lo ngại. Ở cuối đoàn người, nhóm của Phi vẫn lặng lẽ bước. Đang đi, bất chợt Thọ quay sang nói với Sơn. Nhưng phải nói là khi cái thằng cướp đó gặc gặc mũi súng, trông cũng ớn thiệt. Khải quay đầu lại, trợn mắt. Ớn khỉ gì, nếu lúc đó nó lột của tôi dám chia đôi với tụi nó quá. Mà liệu có kịp chia không đã chớ, Thọ nói lửng lơ, mình đi mần ăn, dây vô tụi đó làm chi. Phi cũng dừng phắt lại, hắn nói răn từng tiếng. Tao tán thành với thằng Khải đó, để cho ba cái thằng ma đói ấy lột túi thì không thể chịu nổi. Thọ im lặng không nói gì thêm nữa. Phi cũng quay người bước tiếp. Vừa đi, hắn vừa nói với cả bọn. Đã dấn thân và cái chốn sơn lâm cùng cốc như thế này, không thể nhường nhịn được. Thằng nào mạnh, thằng đó thắng. Con đường mòn đã đi tới một ngã ba. Ông già hay chuyện dừng lại, nói với Sơn. Đây là đường rẽ vô thung lũng khỉ, chỉ khoảng vài ba cây số nữa thôi, còn tụi tôi phải đi tiếp. Sơn gật đầu. Cảm ơn bác. Bắt đầu từ đây, đoàn người chia làm hai nhóm. Nhóm của Sơn và hầu hết những người cùng đi đều rẽ vào thung lũng khỉ. Riêng nhóm sáu người do ông già dẫn đầu thì tiếp tục đi thẳng. Họ đến khe rùa vàng. Từ đoạn này, đường trở nên khó đi hơn. Rừng ở đây cũng rậm rạp hơn nhiều. Con đường mòn càng thu nhỏ lại nên đoàn người phải đi theo một hàng dọc. Nhiều chỗ, họ phải bíu vào những gốc cây, những cành lá để vượt qua những khe suối, những gành đá hiểm trở. Có đoạn, Thọ bị trượt chân ngã nhào xuống và lăn lông lốc cùng với cái ba lô xuống tận mép suối. Khi đoàn người đang nối nhau trèo lên một cái dốc nhỏ, lại có những bất ngờ xảy ra. Trên đỉnh dốc chợt xuất hiện một đám tới gần chục người, hầu hết là thanh niên mặc quần áo dân tộc hoặc đóng khố. Trong đó, có hai người cầm 55 hai khẩu súng AK, còn những người khác thì sẵn sàng cung tên, giáo mác. Chỉ huy của nhóm người ấy là một người mặc quần áo bộ đội đã cũ, trên tay vung vẩy khẩu một súng ngắn K-54. Anh ta nói dõng dạc. Đồng bào dừng lại. Điều bất ngờ làm cho đoàn người lặng đi. Có thể thấy trên những gương mặt mệt mỏi của họ những tia giận dữ. Riêng Phi và Khải thì đưa tay lần vào thắt lưng để kiểm tra lại dao. Hướng ánh mắt bốc lửa lên những kẻ đang đứng trên đỉnh dốc. Phi nói với cả bọt bằng giọng rít qua kẽ răng. Nếu tao đã ra hiệu, tất cả cùng sáp vô nghen, quyết tử đi, tụi bay. Sơn giơ tay ngăn lại. Để im đã, xem họ muốn gì. Trong khi đó, người cầm súng ngắn tiếp tục nói bằng giọng dõng dạc. Đồng bào chú ý, đồng bào đang đi qua khu vực thuộc bản của chúng tôi. Theo quy định của địa phương, tất cả những người muốn đi qua đây đều phải mua vé, yêu cầu tự giác chấp hành. Đám người xôn xao, một kẻ nào đó bực dọc thốt lên. Mẹ cha nó, một giọng khác. Tiền mãi lộ đây. Hỏng mua, xem tụi nó làm gì. Chịu nín thôi, Giang Sơn đầu, anh hùng đó mà.
Người cầm súng ngắn tiếp tục nói vọng xuống đầu đoàn người. Lực lượng tự vệ địa phương chúng tôi có trách nhiệm bán vé phục vụ bà con. Vẻ bản theo đầu người. Nào, xin mời bà con chuẩn bị tiền. Giá mỗi chiếc vé theo quy định là 20.000 đồng. Ở dưới chân đốc, Phi nghiến răng. Phục vụ kế mà cha tụi nó. Ăn cướp thì có, tụi mình hồng chịu coi tụi nó có dám làm gì không. Trên đỉnh dốc, người cầm súng ngắn lại tiếp tục. Đề nghị đồng bào tự giác chấp hành theo quy định của địa phương. Nào, các đồng chí chuẩn bị. Câu nói đó cũng là một hiệu lệnh. Đám thanh niên lập tức hạ súng và những ngọn giáo chĩa xuống đầu những người đứng gần nhất. Từ trong đoàn người, một thanh niên dáng vẻ bặm trợn hỏi. Nhưng nếu Hồng có tiền mua vé thì sao đây? Người cầm súng ngắn lạnh lùng. Thì quay lại. Ở dưới chân dốc, Phi gầm lên. Tao quyết tử rồi đó. Sơn vội vã đặt tay lên bàn tay của Phi đang để sẵn trên cán dao. Anh nói nhỏ nhưng nghiêm khắc. Chịu nín thôi, anh Phi à, anh nhìn kia kìa. Theo ánh mắt của Sơn, Phi nhìn lên dốc. Ở đó, từng người trong đoàn người đi đào vàng đang nhẫn nhục móc tiền ra để mua vé. Sơn nói tiếp. Chúng ta không đủ sức, lùi một bước để tiến hai bước đi, anh Phi. Thọ cũng xen vào. Anh Sơn nói đúng đấy, mọi chuyện đang còn ở phía trước mà. Bàn tay đang đặt trên cán dao của Phi buông thõng xuống. Cơn nóng này đã qua và hắn hiểu rằng cách tốt nhất trong trường hợp này là im lặng mà nộp tiền cho qua chuyện. Bọn hắn có 4 người, không thể đủ sức đương đầu với gần 10 người có trang bị vũ khí và nhất là họ lại đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu như thế kia. Trong khi đó, Sơn móc túi lấy sẵn tiền và xăm xăm bước lên trước. Lên đến đỉnh dốc, anh đưa tiền cho một thanh niên đóng khổ. Tụi tôi 4 người. Người thanh niên nọ gật đầu rồi gập làm tư một tờ giấy trắng, xé ra đưa cho Sơn. Cả nhóm đi qua dốc. Qua vẻ mặt của Phi, có thể thấy rằng hắn vẫn chưa chịu lép và việc phải nộp tiền mãi lộ như thế này là một điều sỉ nhục đối với hắn. Nhưng hắn cũng còn đủ tỉnh táo để không gây sự. Tuy vậy, khi đã bước qua nơi người bán vé, hắn không giấu nổi ánh mắt căm hờn và một câu rủa hằn học. Mở kiếp, những người còn lại cũng đành phải mua vé để đi qua. Họ nối nhau xuống dốc khi mặt trời đã xả xuống, lấp ló trên màu xanh vô tận của rừng. Vùng đất của những hy vọng đã chào đón họ như vậy. Nhưng tất cả những kẻ đi đào vàng đều có chung một ý nghĩ, dù hết sức mơ hồ, có lẽ số hên vẫn đang chờ đợi ta phía trước. Tuy đó chỉ là một hy vọng mong manh nhưng nếu không có nó, có lẽ người ta đã quay lại và vĩnh viễn từ biệt miền cao nguyên bí ẩn và dữ dội này. Thung lũng khỉ bắt đầu từ ngay ở chân dốc. Dấu hiệu đầu tiên cho biết đây là một nơi đông người là một dãy những cái quán tạm bợ dựng ngay hai bên con đường mòn. Đó là những cái quán được che chắn bằng lá rừng và các mảnh ni lông rách nát. Có những quán căng một tấm vải nhựa bên trên để che nắng. Bên trong quán không có sạp hàng mà chỉ có túi lớn, túi bé hở miệng để người ta có thể nhìn thấy bên trong. Chủ quán cũng có đủ loại, các cô gái trẻ, những gã đàn ông khỏe mạnh hoặc những thanh niên choai choai cỡ 15-17 tuổi. Nhìn thấy đoàn người đi tới, họ vui vẻ chào đón như những người thân. Vô hàng em nghỉ ngơi đã, anh hai. Có rượu đế xịn đây, mời các anh. Làm vài xị cho đỡ chồn chân đi bộ. Đoàn người mới đến tản ra, họ ngồi bệt xuống trước những cái quán ấy. Cũng có người không vào quán mà kiếm một gốc cây, dở bánh mì ra ăn. Riêng nhóm của Sơn thì kéo đến trước một quán nhỏ nằm hơi tách ra một góc. Người đang ngồi sau những túi dựng hàng là một cô gái khoảng 25-27 tuổi. Ở rừng mà cô ả vẫn thoa son phấn cẩn thận như đi phố. Quán của ả cũng độc đáo hơn những quán xung quanh bởi một cái ô xanh vàng loè loẹt che bên trên. Thấy nhóm người đi tới, ả nhổm hẳn lên, cười toe toét. Vô đi mấy anh, vô đây với em. Lời mời ấy làm cho Phi cười tít mắt, hắn sán ngay đến, ngồi phệt xuống bên cạnh cô ta và dở giọng đặc Sài Gòn. Chiều được tụi anh hôn. Bao nhiêu cũng chiều được hà, cô ả ỏn ẻn. Chỉ sợ mấy anh không đủ sức thôi. Khải cũng sáng mắt lên, hắn cười hình hệch, nhe cả hàm răng vẩu ra như đang sắp sửa cắn ai đó. Cô em nói nghe dễ thương quá hen, cô chủ quán hỏi giọng ngọt xớt. Mấy anh dùng chi? Cho mấy xị,
cả khô nữa. Trong khi cô chủ quán nhanh nhẹn mở túi lấy rượu và cá khô, Phi vươn vai ngồi duỗi thẳng chân trên nền đất đỏ. Hắn nói với cả bọn. Anh em, nhậu cái đã, rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi. Sáng mai, tụi mình bắt đầu. Mọi người gật đầu, riêng Khải thì sán tới bên cạnh cô bán hàng. Em có đồng ý chơi lâu dài không? Cô bán hàng gật đầu lia lịa. Được, được mà. Em tên chi? Khải tiếp tục. Em là Tuyết, Mộng Tuyết, cô bán hàng nói trong khi tay vẫn thoăn thoắt đốt lửa nướng cá. Khải cười tít mắt, hắn ghé mắt nhìn vào bộ ngực hở hang của cô chủ quán đang cố ý phơi ra, trong khi miệng lảm nhảm. A hà, Mộng Tuyết, Bạch Tuyết trong rừng xanh. Trời ơi, em làm anh muốn té xỉu ngay bây giờ đây nè. Vẫn thoăn thoắt làm việc, Tuyết nói tỉnh khô. Sao chết vội thế? Phải sống mà còn kiếm tiền đã chứ. Khải gật đầu lia lịa. Chí lý quá, Bạch Tuyết nè, tụi anh đây xin làm bầy chú lùn. Chịu không? Ở đây chỉ có bốn chú lùn thôi chứ, Tuyết nhanh miệng đối đáp. Dường như chối tai vì lối cợt nhả rẻ tiền của Khải, Thọ nhăn mặt. Quay đi phía khác, Khải nhận thấy điều đó, hắn lử mắt nhìn chàng trai trẻ. Khó chịu lắm sao mậy, Thọ bình thản. Anh nên giữ sức để mai còn làm. Khải hục hặc. Can hệ chi tới mày, xía vô chuyện người khác, coi chừng mệt đó con. Sơn xen ngang vào cuộc đối thoại không báo trước điều gì hay ho ấy. Thôi, tranh thủ nhậu rồi kiếm chỗ nghỉ, cũng còn phải ngó ngàng qua tình hình ra sao đã chớ. Khải trợn mắt quay sang phía Sơn. Có phải ông định về hùa với nó để ăn hiếp tôi? Sơn lắc đầu vẻ đàn anh. Mày vẫn chưa bỏ được cái thói hung hăng à? Khải đứng bật dậy, nhưng Phi đã giơ tay ngăn lại. Thôi đi mày, làm gì mà đã vội sừng cổ lên vậy? Tuy vẫn chưa hết máu gây sự nhưng Khải cũng đành miễn cưỡng ngồi xuống. Phi nói tiếp. Lo công việc đi đã, thời gian còn dài mà, phải không Mộng Tuyết? Cô bán hàng gật đầu hưởng ứng. Phải đó, một khi đã vô cầu đậm rồi, đến với em càng vui chứ sao? Dường như thích thú với lối ăn nói ấy, Phi phá lên cười ha ha. Riêng Sơn vẫn trầm ngâm. Bằng kinh nghiệm của mình, anh thừa hiểu rằng bên trong cái vẻ niềm nở dễ dãi này, rất có thể cô gái trước mặt họ là một trong những kẻ đáng ngại nhất. Món nhậu đã xong, Thọ lấy từ trong ba lô ra một tờ báo, trải xuống đất. Cả bọn bắt đầu nhậu quanh cái bàn ăn tạm bợ ấy. Giữa lúc đó, từ một lối nhỏ dẫn sâu vào trong đám cành lá rậm rạp có một người rẽ lá đi ra. Đó là một kẻ mà chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rằng đây là loại người đã từng chai sạn trong giới giang hồ. Vóc người hắn không cao to nhưng gân guốc, săn chắc như một cây khô. Trên khuôn mặt chữ điền là một đôi mắt trũng sâu ẩn dưới hàng lông mày chỗi xể. Từ đôi mắt đó luôn toát ra những tia sáng dữ dội, như để bổ sung cho cái dáng vẻ dữ dằn đó. Trên gò má bên phải của hắn có một vết sẹo sâu hoắm, kéo dài xuống cằm. Chắc chắn đó là dấu vết của một nhát dao nào đó trong một cuộc đụng độ khốc liệt đã từng diễn ra trong quá khứ. Kẻ mới xuất hiện đứng nhìn lướt qua những người đang ngồi rồi cất tiếng hỏi bằng một giọng ngực trầm trầm khàn đặc. Ở đây có ai là người của ông Tư Cả Nhắc không? Trong số hơn chục người, chỉ trừ nhóm của Sơn, còn tất cả đều lần lượt giơ tay lên. Gã kia mỉm cười nhưng ánh mắt thì vẫn lạnh như tiền. Các ông cứ nhậu đi, lát nữa xong, sẽ có người tới đưa các ông lại đằng kia, làm và ăn ở tập trung ở đó nghen. Nói xong, hắn thong thả đi thẳng đến quán của Tuyết, nơi nhóm của Sơn đang ngồi. Chừng như đã quen thân, cô chủ quán rót cho hắn một ly rượu lớn. Vẫn đứng sừng sững, hắn ngửa cổ nốc cạn ly rượu và sau đó đưa trả ly rồi quay người bước đi. Trước khi hắn khuất hẳn vào trong rừng, Sơn vẫn còn kịp nhận thấy ánh mắt khó hiểu của hắn liếc xéo về phía nhóm của họ trong một thoáng rất nhanh. Ánh mắt ấy không báo hiệu điều gì tốt lành cho cả bọn, nhưng cũng chỉ có một mình Sơn nhận ra điều đó. Ba người còn lại thì vẫn chúi xuống bên đĩa khô nướng và tới tấp nâng ly. Sơn khẽ thở dài, anh không muốn nói cho những người trong nhóm biết điều đáng lo ngại kia. Trong khi đó, Phi quay khuôn mặt đỏ gay sang phía anh hỏi bằng giọng xuồng xã. Nhậu đi cha nội, mơ mộng làm chi cho nó sầu đời. Khải cũng lè nhè hưởng ứng. Đúng, còn nhậu được, cứ nhậu,
Nói rồi hắn ngửa cổ dốc cả ly rượu vào cái miệng há hoác như miệng cá. Đêm đầu tiên ở thung lũng khỉ, Sơn cùng với ba người trong nhóm mắc võng nằm nghỉ. Bên trên mỗi cái võng đều có căng những mảnh vải nhựa để che xương. Ngay bên cạnh họ, dưới ánh trăng hạ tuần là những chiếc lều của dân đào vàng răng kín cả một bãi trống giữa rừng cây rậm rạp xung quanh. Phần lớn những chiếc lều đó đều làm tạm bợ bằng những cây cọc đóng xuống đất và căng lên trên một tấm vải nhựa. Trong ánh trăng yếu ớt, cảnh đó giống như một trại tị nạn, một cái chợ hoang hay là nơi tụ họp của quỷ sứ. Quang cảnh đó lại được bổ sung bằng những âm thanh ồn ào, rì rầm đang vọng ra từ những chiếc lều làm cho người ta liên tưởng đến một cuộc sống man dợ nào đó đã từng đi qua trong lịch sử loài người từ hàng ngàn, vạn năm trước. Trong cái quần cư của những chiếc lều, có những lều đã ngủ yên, nhưng hầu hết thì vẫn còn thức. Dưới ánh đèn tù mù, người ta giải trí bằng nhiều cách, nhưng phổ biến nhất vẫn là đánh bạc. Những con người sau một ngày sâu xé đất đai, bây giờ quay ra sâu xé lẫn nhau. Có thể thấy những gương mặt lầm lì, những lời chửi rủa tục tĩu khi cháy túi, và có cả những tiếng reo sung sướng, những khuôn mặt với cặp mắt long lanh của những kẻ thắng bạc. Trong cái lều ở ngay bên cạnh nhóm của Sơn, một canh bạc giữa bốn người đang vào lúc căng thẳng nhất. Một tên có cái đầu bù xù như tổ quà, sau khi đã vét sạch túi của ba kẻ chơi với mình thì cười bật lên hô hố. Một tay để lên túi để giữ tiền, tay kia thủ lên hông, nơi có con dao để đề phòng bất chắc. Hắn hỏi ba tên kia bằng giọng đắc thắng. Còn gì để chơi nữa không? Ba tên thua bạc nhìn nhau im lặng. Một tên hầm hẻ lên tiếng. Mày định ăn non hả? Nhưng tụi mày còn gì để mà chơi? Tên thắng bạc hỏi lại. Tên thứ hai trong nhóm thua bạc nhay nhay hàng ria một cách bực dọc. Hắn cầm cỗ bài lên, sắp sắp trên tay và nói. Chơi bằng tiền công cả ngày mai của tụi tao, được không? Tên được bạc lắc đầu trong khi vẫn khư khư thủ hai tay ở hai bên. Ăn nhầm gì? Nếu tiền công của cả tuần thì tao đồng ý. Được, chơi luôn. Tên thứ ba trong nhóm thua bạc lên tiếng. Chia bài đi, tụi mày. Tên cầm bài bắt đầu chia. Tên đang có số hên đành miễn cưỡng bỏ hai tay ra khỏi túi để cầm bài của mình. Đúng vào lúc đó, ngọn đèn bỗng bị thổi tắt phụt. Cả ba tên đang ngồi đối diện đồng thời nhào tới, đè ngửa tên kia ra. Cả bọn giằng xé, vật lộn nhau quyết liệt. Xen lẫn trong tiếng chửi rủa, tiếng thở hồng hộc là những tiếng kêu tắc nghẹn của một kẻ nào đó đang bị bóp cổ. Cuộc vật lộn diễn ra ngay bên cạnh những chiếc lều khác nhưng không có một kẻ nào đứng ra can thiệp. Họ thản nhiên ngó sang rồi tiếp tục chơi. Một lúc sau, có ba bóng đen lao vụt từ lều ra, mất hút trong cái mê hồn trận của những chiếc lều. Chỉ còn lại một người nằm lại, rên rỉ. Đó là tên thắng bạc. Hắn gắng gượng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa nơi cổ bị bóp và luôn miệng khạc nhổ. Sơn vẫn nằm im trên võng của mình, quan sát hắn. Anh thấy hắn gượng đứng lên, bước ra cạnh lều nhìn vào bóng tối một lúc và rít lên. Được rồi, tạo ghi nợ tụi bay. Nói xong, hắn quay trở lại lều và nằm dài xuống, kéo chăn đắp kín mặt. Mãi một lúc sau, Sơn còn nghe thấy tiếng hắn chờ mình, rên rỉ vì đau và thỉnh thoảng lại lầm bầm những lời nguyền rùa độc địa, tục tĩu nhất. Có lẽ đã gần sáng. Sơn giật mình tỉnh dậy. Sương đã thấm ướt cả tấm chăn mỏng làm anh không ngủ được vì lạnh. Ló đầu ra khỏi chăn, Sơn nhìn ra xung quanh, tất cả đã yên ngủ. Cả rừng cây xung quanh cũng đã thôi xào xạc. Một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm lên cảnh vật. Trên cao, trời sao đã mờ hơn. Có lẽ cái âm thanh rõ rệt nhất là tiếng gà rừng đang gáy te te ở đâu đó. Sơn ngồi nhổm lên định bước xuống đất, nhưng anh chợt dừng lại, căng tai nghe ngóng. Ở một bụi rậm gần đó hình như có những âm thanh khe khẽ giống như tiếng người đang thì thào bàn tán. Bất giác, Sơn quay sang bên. Ở chiếc võng bên cạnh, Khải cũng đã thức giấc và đang nhìn anh bằng ánh mắt chứng tỏ rằng hắn cũng đã nhận ra những điều không bình thường trong bụi cây. Họ đưa mắt cho nhau và im lặng, tiếp tục nghe ngóng trong một trạng thái căng thẳng. Bây giờ thì Sơn đã nhận ra đúng là tiếng người đang thì thào ngay gần đó. Bọn chúng có hai tên đang ẩn núp sau những bụi cây. Trong cái tĩnh lặng của rừng đêm, có thể nghe thấy chúng đang bàn bạc với nhau về một điều gì đó khá hệ trọng. Một giọng khàn khàn. Sáp vô chứ mày,
hay là cho nó một mồi lửa? Giọng thứ hai nghe như bị nghẹt mũi hỏi. Không, sáp vô chắc ăn hơn. Ok, đi, giọng ngạt mũi đáp lại. Bụi cây khẽ lay động rồi từ trong bóng tối có hai tên rón rén đi ra. Chúng tiến thẳng đến bên chiếc võng của Sơn. Có thể thấy trên tay đứa nào cũng lăm lăm một lưỡi dao nhỏ lấp lánh ánh trăng. Sơn đưa mắt cho Khải và nhẹ nhàng với tay nắm chắc một cây gậy nhỏ mà anh đã dựng sẵn ở ngay đầu võng. Khải thò tay vào trong bụng, rút ra một lưỡi dao và co người lại, sẵn sàng nhảy vọt xuống đất khi cần thiết. Hai bóng đen càng tới gần hơn, nhưng chúng không đến chỗ những cái võng của nhóm Sơn đang nằm mà dừng lại trước cái lều của cái gã đang nằm một mình ở ngay cạnh đấy. Đó chính là gã tối qua đã được bạc nhưng sau đó lại bị cướp hết. Hai bóng đen dừng lại trong một thoáng rồi bất thần nhào vào, vung cao những lưỡi dao. Trong ánh sáng mờ mờ, có thể thấy thân hình người đang nằm dưới tấm chăn mỏng quẫy lên một cách tuyệt vọng. Hai tên giết người đâm hàng chục nhát cho tới khi kẻ khốn nạn nằm im. Rất nhẹ nhàng, chúng lùi ngay vào những bụi cây và chỉ trong một thoáng đã biến mất. Sơn và Khải đưa mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt của họ biểu lộ một tâm trạng căng thẳng đến nghẹt thở. Tội ác đã được diễn ra ngay trước mắt họ. Từ phút đó, Sơn không ngủ được nữa. Anh nắm chắc cây gậy trong tay và căng tai nghe ngóng xung quanh. Nhưng núi rừng không còn im lặng. Tiếng gà gáy sáng đã rộ hơn. Một đôi lúc còn có thể nghe thấy cả tiếng rúc rích của những con vật ăn đêm đang trở về hang. Đằng đông, bình minh đã bắt đầu hắt lên nền trời màu tối sẫm những vệt mờ nhạt. Lác đác đã có những kẻ chui ra khỏi lều và đứng vươn vai ngáp dài. Một ngày mới lại bắt đầu ở thung lũng khỉ. Buổi sáng, rừng núi xanh ngời một màu xanh tràn đầy sinh lực. Không gian như sống động hẳn lên với tiếng gió đang xôn xao trong những tán lá, tiếng hót của các loài chim, tiếng hú xa xa của một đôi vượn. Xuyên suốt trong tất cả những âm thanh ấy, dòng suối nhỏ vẫn róc rách nhẫn nại để len qua những khe, những thung lũng, tìm đường trở về với dòng sông mẹ nổi tiếng ở miền cao nguyên này. Trong những buổi sáng như thế này, ánh nắng mặt trời chênh chếch hầu như không thể xuyên xuống được tới mặt đất. Những tầng lá xanh sum suê đã ngăn nó lại. Chỉ có ở ven dòng suối, ánh nắng mới rọi được xuống với những mảng sáng sinh động luôn luôn nhảy nhót, di chuyển như đang chơi trò ú tim bất tận trên mặt nước lấp loáng. Ở nơi dòng suối từ trên sườn đồi đổ xuống khe, những giọt nước nhỏ bắn tung lên dưới ánh nắng làm cho người ta liên tưởng đến những viên ngọc trai đủ các cỡ đang được một kẻ nào đó tung lên không gian trong một trò chơi triệu phú. Nhưng tất cả khung cảnh êm đềm ấy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Những âm thanh trong lành của thiên nhiên đã bị thay bằng những âm thanh thô bạo của con người, tiếng chân bước rậm rịch, tiếng người cười nói, gọi nhau xôn xao, tiếng những dụng cụ đào đãi vàng va vào nhau lịch kịch, leng keng. Nhưng dai dẳng hơn, bao trùm hơn có lẽ vẫn là tiếng một lời ca buồn não ruột đang được phát ra từ chiếc cassette ở quán của mụ Ba Béo. Những lời ca ấy vang vọng khắp thung lũng, anh nghèo không có nhẫn kim cương tặng em theo sính lễ huy hoàng. Thì đây anh trao nhẫn cỏ, tặng em coi như bỏ ngỏ. Những âm thanh ấy báo hiệu một ngày mới ở thung lũng khỉ. Một ngày với những hy vọng, những thất vọng và những tội ác mới. Khi mặt trời lên cao hơn một chút nữa, toàn cảnh thung lũng bày ra với những lều, lán ngổn ngang. Những lều lán ấy không chỉ ở dưới thung lũng. Nó tràn đến tận mép bờ suối, tràn lên lưng đồi và đôi chỗ chui vào mép rừng. Trên cái nền tạm bợ đó, hàng trăm con người vội vã đi lại. Ở dưới dòng suối, nước hòa lẫn với bùn trở nên ngầu đỏ như máu. Người ta có thể gặp ở đây hàng trăm khuôn mặt và những giọng nói khác nhau từ khắp các miền. Họ tập trung thành từng nhóm bên những hố đào tươi đỏ màu đất ba gian và làm việc cật lực trong một sự phân công chặt chẽ. Kẻ chuyên đào, người chuyển đất, người đãi. Trên những gương mặt nhem nhuốc dòng dòng mồ hôi là những ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy dục vọng. Trong một cái quán dựng ngay bên bờ suối, nhìn xuống những người đang lon khon đãi vàng là một gã trục độ hơn 40 tuổi, dáng to béo bệ vệ, đó là Lai, một đầu nậu nổi tiếng ở khu vực này. Chính hắn là kẻ bỏ tiền thuê người đào đãi vàng ở thung lũng khỉ này. Hầu hết những người làm ở khu vực này đều là làm thuê cho hắn. Số người không thuộc diện đó chỉ có rất ít, nếu tính thêm cả nhóm 4 người của Sơn mới đến. Những kẻ không làm thuê cho Lai chỉ có khoảng hơn một chục người. Họ phải làm ở những khu vực xa hơn,
khó khăn hơn và luôn luôn bị tay chân của Lai tìm cách chèn ép, dọa dẫm. Cái lều mà Lai đang ngồi được làm khá cẩn thận so với những lều xung quanh. Nó được căng một tấm vải bạt để che mưa nắng. Xung quanh lều cũng được che bằng vải mỏng và dưới sàn lều được lát bằng cây rừng như một cái sàn gỗ. Ngoài ra, trong lều còn có một cái thùng gỗ vừa để đựng, vừa dùng làm bàn. Trên mặt thùng là những lon bia để ngổn ngang và cùng với bao thuốc 555 và cái bật lửa ga. Lai nằm dài trên sàn lều, gối đầu lên đùi một ả giang hồ có tên là Thanh. Chúng bắt bổ với nhau từ sau khi Thanh tìm đến cái thung lũng này để làm ăn. Lúc đó, Thanh là bồ của một tên cướp có tên là Tạ Đao Phủ. Từ sau khi nhóm cướp của Tạ nhận làm đàn em ăn lương của Lai để duy trì quyền lợi ở vùng này thì Thanh trở thành bồ của Lai. Vừa xoa xoa lên cái lưng béo nần nẫn như lưng trâu của Lai, Thanh ỏn ẻn nói: "Em đố anh biết hôm nay là ngày mấy?" "Nhưng để làm gì chớ?" Lai lẽ mắt nhìn lên mặt Thanh. "Đó, em biết ngay là anh đã quên mà," Thanh nũng nịu. "Mỗi tháng chỉ có một ngày trả lương cho người ta cũng quên hà?" Lai ngồi nhổm dậy. "Quên thì đã có em nhớ, sợ anh ăn quỵt hả?" Thanh chìa tay ra, hỏi bằng giọng thản nhiên. "Vậy em đã nhắc rồi đó, thanh toán đi chớ." Lai nheo nheo mắt nhìn vào khuôn mặt son phấn lòe loẹt của ả. "Được, được, có ngay đây, chả trách tụi nó đã phải gọi cô là hổ mang, tham như chó." Câu chửi ấy không hề làm cho Thanh tự ái mà còn khiến ả bật cười. "Thì độc trị độc mà, lành quá, chó nó cắn cho." Lai nhếch mép cười gằn rồi móc trong túi ra một cái hộp. Hắn lấy trong hộp ra một cái nhẫn, đưa cho Thanh. "Nè, cầm lấy." "Nhiều đây?" Thanh hỏi và tung tung cái nhẫn trong lòng bàn tay như để xác định trọng lượng. "Đủ đó," Lai nói giọng nhát gừng, "không ai thèm ăn bớt của cô đâu." Thanh vẫn chưa tin, thì thò tay vào góc lều, vớ lấy cái cân tiểu. Ly và đặt cái nhẫn lên cân lại, vừa chăm chú nhìn vào cân, thị nói: "Hơi non đó, cha nội." "Non cái con khỉ," Lai nói và đóng hộp, đút vào túi. Mặc dù chê bai vậy nhưng Thanh có vẻ hài lòng, ả lồng luôn cái nhẫn vào ngón tay. Ở đó đã có vài ba cái nhẫn như vậy. Trong khi đó, Lai uể oải nói: "Lại đằng con mẹ ba béo lấy đồ nhậu đi. Nếu thấy thằng Tả, gọi lại đây luôn nghen." Thanh nhanh nhẩu đứng lên, chui ra khỏi lều. Lai dặn với theo: "Đừng có lấy thịt gà như hôm qua nữa, bảo mụ ấy làm chó." Thanh gật đầu và đi ngược theo dòng suối về phía bãi trống. Thị khuất nhanh vào giữa những bụi cây, Lai lại uể oải nằm xuống. Hắn đưa tay bật công tắc cái cassette nhỏ để trong góc. Một giọng hát buồn não ruột khe khẽ vang lên. Nằm lim dim nghe hát một lúc, Lai lại bật choàng dậy. Hắn tắt máy rồi lững thững bước ra khỏi lều, đi dọc theo bờ suối, chăm chú quan sát những người đang lom khom đái vàng. Trên bờ suối có một gã đầu tóc bờm sờm đang ngồi trên một tảng đá. Lai tiến đến bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Tình hình ổn không, Đức?" Gã kia quay lại, hắn không trả lời câu hỏi mà nhăn nhó đưa tay xoa xoa bụng. "Kiến bò bụng dữ rồi đây, anh Lai." Lai nhếch mép khinh bỉ. "Gần chết đói rồi hả? Yên chí, con Thanh đang đi lấy đồ nhậu. Nó sẽ mang tới liền cho chú em. Nhưng tao muốn hỏi tình hình ra sao." Gà kia mỉm cười: "Cũng vẫn như mọi khi thôi. Mày phải dương mắt lên mà nhìn cho kỹ nghen." Lai dặn, thấy có hiện tượng khả nghi là phải khám liền. Tụi nó thằng nào cũng chỉ chăm chăm ăn bớt. Lai nói và đưa mắt nhìn xuống suối. Đức gật đầu: "Anh hai cứ yên chí đi, tụi nó không thể qua mắt được em đâu." Trong khi đó, Thanh đã trở lại cùng với một mụ đàn bà béo ú và một tên có dáng người tầm thước với vết sẹo trên gò má bên phải. Đó chính là Tạ Đao Phủ. Trên tay mụ béo lễ mễ bề một cái mâm phủ vải che kín. Lai quay trở lại lều, mụ béo đặt mâm xuống cái hòm và dở mảnh vải ra. Ở trên mâm là một đùi chó thui vàng đang bốc hơi nghi ngút. Thanh cũng dở cái túi sách, lấy ra mấy hộp bia và hai chai rượu trắng. Sau khi phủ thêm một lớp rau thơm lên quanh cái đùi chó, mục béo lặng lặng quay ra. Còn lại Lai, Tạ và Thanh ngồi lại trong lều, cùng bắt đầu nhậu bằng cách dùng dao cắt thịt và chấm vào đĩa mắm tôm để bên cạnh.
Lai và Thanh uống bia, còn Tạ thì uống rượu. Vừa nhồm nhoàm nhai, Tạ nói với Lai: "Hôm qua, có mấy thằng mới đến, trong đó có Thắng trông cũng lì lắm." "Vậy hen?" Lai quay nhìn Tạ, "tụi nó đang ở đâu?" "Ở cuối thung lũng, ngoài địa phận của chúng ta." Lai lại cúi xuống mâm, hắn bốc một miếng thịt, cho vào mồm rồi nói: "Để coi, nếu không thu nạp được thì cứ cái cách cũ mà làm." Tạ cười hình hệch: "Anh hai cứ yên chí đi, thằng Tạ này đâu có chịu lép, bất kể chúng là ai." Một cái lều nhỏ căng mảnh vải nhựa phía trên nằm ở cuối thung lũng khỉ. Trong lều là mấy cái ba lô vứt lăn lóc bên cạnh hai cái song nhỏ và một cái đèn dầu hỏa. Ngay bên lều là một cái hố lớn khoét sâu vào lòng đất đỏ trông như một cái tổ dế không lồ. Thọ từ dưới lòng hổ bám đất trèo lên, anh ta kéo một sợi dây, lôi từ dưới hố lên một xô đất nặng. Sau khi tháo dây, Thọ xách xô đi ra bờ suối. Ở đây, Sơn đang đứng dưới suối, hì hục đãi vàng. Vừa đặt xô xuống, Thọ đã hỏi: "Anh Sơn, khá không?" Sơn không trả lời. Anh ta lặng lẽ cầm máng và xách cái xô nhỏ đựng đá sỏi đã gạn được, đi lên bờ. Thọ trải một mảnh vải nhựa nhỏ xuống đất để Sơn dốc chiếc xô xuống. Hai người quỳ xuống, đưa tay gạt từng viên sỏi và chăm chú quan sát hồi lâu. Cuối cùng, cả hai ngẩng lên nhìn nhau bằng ánh mắt ngao ngán. Không nén được, Thọ bật lên một tiếng chửi đồng: "Mẹ kiếp, 3-4 ngày rồi mà vẫn thế, chó má thiệt." Sơn cầm tấm vải nhựa, hắt sỏi đá xuống suối rồi nói giọng chán nản: "Có lẽ phải mở một hố khác thôi." Thọ bực dọc định cầm xô đất mà anh ta vừa mang tới hắt xuống suối, nhưng Sơn đã ngăn lại: "Cứ để đó, thử cầu may lần cuối coi thử." Họ đổ đất trong xô vào máng đãi và lại lội xuống suối. Trong khi Sơn cắm cúi đãi, Thọ đứng bên cạnh thở dài: "Chắc không ăn thua đâu, chỉ phí sức thôi anh ạ." Xô đất đã được đãi hết, họ lại mang đá sỏi đựng trong xô lên bờ. Nhưng kết quả vẫn thế, không có lấy một mảy may hy vọng. Như không nén được, Thọ ngồi phịch luôn xuống bờ suối: "Cứ như thế này, biết lấy gì mà ăn đây, hết tiền rồi." Sơn cố tìm cách an ủi: "Cứ bình tĩnh, tụi mình vẫn còn thời gian mà." Thọ buồn bã: "Mà có được tí nào đi nữa, chắc cũng chỉ đủ bỏ vào miệng thôi. Đồ ăn ở đây bán đắt kinh khủng, giá gấp 3-4 lần anh à." Vừa nói, Thọ vừa rút trong túi ra một gói thuốc lá rẻ tiền và đưa cho Sơn một điếu. Hai người lặng lẽ hút thuốc. Thọ nói tiếp bằng giọng ân hận: "Nghĩ lại mới biết mình dại, cứ tưởng đi là sẽ giúp được cho ông bà già, ai dè." Sơn gật đầu: "Mày nói đúng đó, như tao đây, cùng đường rồi mới phải đi. Còn mày gia đình yên ấm, lăn vô đây làm chi?" Thọ chua chát: "Nhưng em đâu có biết, khi dù em đi, anh Phi nói nghe ngon quá. Anh nói, chỉ cần đến được đây thôi, rồi sẽ tha hồ mà làm giàu. Cứ việc cắm xẻng xuống đất là hái ra bạc rồi, giờ mới biết." Sơn khẽ lắc đầu nói như đang tự nói với mình: "Đâu có dễ dàng như vậy, cái gì cũng có giá của nó cả." Họ mang theo những dụng cụ, trở về lều với dáng vẻ bơ phờ. Họ đang rẽ lá bước ra khoảng trống nơi có căn lều của mình. Họ thấy Khải đang nặng nề chống hai tay vào thành hố để leo lên. Nhìn thấy họ đang đi tới, hắn dừng lại trong tư thế vẫn còn nửa người dưới hố và nhìn vào mặt họ bằng ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng vẻ mặt của Sơn và Thọ đã nói lên cái kết quả ngán ngầm của công việc. Khải đã hiểu hết. Không hỏi một câu, hắn thở hắt ra một cách bực dọc rồi gồng người trườn lên mặt đất và lăn luôn vào trong lều. Sơn và Thọ đi tới. Họ đặt những dụng cụ xuống rồi cũng nằm xoài ra với dáng vẻ mệt mỏi. Một lúc im lặng như thế trôi qua, Sơn hỏi: "Còn ông Phi đâu?" Khải vẫn ngửa mặt lên trời, đáp giọng cáu kỉnh: "Đi kiếm cái ăn, đói quá, không chịu nổi nữa." Lại một khoảng im lặng nặng nề nữa trôi qua. Sơn ngồi nhổm lên nói với Khải và Thọ: "Lát nữa, anh Phi về, anh em mình nên bàn nhau chuyển sang chỗ khác, ở đây hổng có ăn nhằm chi." Thọ cũng ngồi dậy: "Hay là tụi mình nhận làm thuê cho tụi thằng Lai đầu nậu đi, ít nhất cũng ăn chắc mỗi tháng vài chục ngàn,
làm kiểu này ngán quá, cứ như thế này, có khi chết đói. Nhưng thằng đó ăn dữ quá, Khải uể oải, nó trúng bạc triệu mà chỉ thí cho người làm 3 đồng bạc đủ để khỏi chết đói. Tôi đang lo là nếu không làm cho tụi nó, nhất định mình sẽ còn bị ép đủ kiểu cho coi. Thằng cha lại có mấy thằng đàn em dữ lắm, Thọ nói bằng giọng lo lắng. Khải hùng hồ ngồi phắt lên, hắn trợn mắt. Thì chia đủ với tụi nó, sợ gì? Thọ đùng đỉnh. Sợ thì không sợ, nhưng dây vô tụi đó cũng nguy hiểm lắm. Khải hầm hẻ như đang nói với một kẻ thù vô hình nào đó. Đã dấn thân vô tới đây, chỗ nào mà không nguy hiểm, nếu cần, thí mạng với tụi nó, mày sợ thì cứ về đi. Cuộc cãi vã đang căng thẳng thì Phi xuất hiện sau một bụi cây. Trên tay hắn là mấy củ sắn còn dính nguyên cả đất và dễ lằng nhằng. Bước đến bên cạnh lều, hắn ném phịch những củ sắn xuống đất và hất hàm nói với Thọ. Nướng mì ăn đi, chú em. Trong khi Thọ nhóm lửa, Phi ngồi xuống. Hắn đưa ống tay áo lau mồ hôi và nói giọng bực dọc. Tao lần ra dãy, mấy thằng dân tộc rượt quá trời. Vừa kể, Phi vừa thò tay vào túi áo, lấy ra một bịch thuốc dê. Hắn vấn một điếu sâu kèn rồi châm lửa. Khi hắn định bỏ thuốc vào trong túi, Khải đưa tay đỡ lấy và cũng quấn cho mình một điếu. Phi quay sang hỏi Sơn. Tình hình sao? Sơn lắc đầu, chán nản. Không có gì cả. Phi cố lấy giọng tin tưởng. Phải kiên nhẫn chớ, đó là do tụi mình chưa gặp hên. Khi đã vô, nó vô bạc triệu liền hà. Sau đó, hắn nói với cả bọn. Phải tin tưởng, đó là bí quyết của thành công. Còn nếu tình hình vẫn không có gì sáng sủa, tụi mình tính cách khác. Bây giờ cứ lót dạ tạm bằng mấy củ mì này. Chiều nay, tụi mình ký nợ con mẹ Ba Béo, xài một bữa đã để lấy sức. Những củ sắn đã chín vàng, Thọ dùng que moi từ trong bếp ra. Cả bọn xúm lại, suýt xoa ăn mà không đợi cho nguội hẳn. Mồ hôi và nhỏ than vẽ thành những vệt nhem nhuốc trên những khuôn mặt đen sạm. Buổi trưa, Sơn chắp hai tay sau gáy, nằm ngửa mặt nhìn lên một khoảng trời xanh lồng lộng ở giữa những tán lá, đang bồng bềnh những tảng mây trắng. Xung quanh khoảng trời ấy là những chiếc lá nhỏ đang chấp chới như bàn tay của ai đó đang vẫy lên trời một cách tuyệt vọng. Trên khuôn mặt nhem nhuốc của Sơn, đôi mắt u tối cứ nhìn như bị thôi miên vào cái màu trời xanh đến nao lòng ấy. Bỗng nhiên, khoảng trời bình dị ấy bị nhòa đi trong một hồi tưởng. Trong đó, cũng vẫn là màu trời xanh nhưng xung quanh nó là một đường viền bằng những lá thông giống như một làn sương mờ ảo. Ở dưới những gốc thông có một đôi trai gái đang nằm dài bên nhau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời lồng lộng trên đầu họ. Chàng trai là Sơn với đôi mắt trong sáng như mắt một cô gái. Anh đang mỉm cười mơ mộng với những suy tư thầm kín nào đó. Cô gái đang nằm bên cạnh anh mặc bộ đồ thun màu xanh có những đường viền trắng ở ống tay và cổ áo là Kim Anh, người đàn bà bây giờ đã là vợ của Tư Nghị. Ở trong màng hồi tưởng này, Kim Anh trẻ hơn nhưng đôi mắt của cô ta thì vẫn thế, vừa lạnh lùng, vừa tràn đầy những dục vọng thầm kín. Đang nhìn lên bầu trời, Kim Anh bỗng trở mình quay sang phía Sơn, hỏi bằng giọng nũng nịu. Anh đang nghĩ gì thế? Vẫn giữ nguyên nụ cười mơ màng trên môi, Sơn lắc đầu. Đố em đoán được. Kim Anh choàng tay qua cổ Sơn. Ừ, em chịu thôi. Nào, anh nói cho em nghe đi. Sơn tinh nghịch liếc nhìn Kim Anh. Anh đang tưởng tượng tới cái ngày hai đứa mình tổ chức đám cưới. Câu nói chưa dứt, Kim Anh đã đẩy Sơn một cái và nguýt dài. Hứ, nói dóc. Thiệt mà, Sơn nói rồi quay hẳn sang phía Kim Anh, còn em thì sao? Đã bao giờ em tưởng tượng ngày đó chưa? Vẻ tươi tắn biến mất để nhường chỗ cho những nét trầm tư trên khuôn mặt của cô gái. Cô ta ngồi hẳn lên, chống hai tay trên đầu gối và nhìn xa xăm vào đồi thông đang mở dần trong hoàng hôn màu tím. Một lát sau, cô ta mới nói bằng giọng bỗng trầm xuống. Nhưng mà sống bằng cái gì chứ? Tại sao anh Hồng nghĩ tới điều đó trước đã? Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Sơn. Anh chăm chú nhìn Kim Anh. Nhưng anh chưa kịp nói gì, cô ta đã nói tiếp, vẫn bằng cái giọng buồn buồn như thế. Tụi bạn em vẫn chê anh làm nghề lái xe mà sống như sư. Sơn hỏi lại. Nghĩa là sao?
Kim Anh cười phá lên, ngắt lời Sơn. Vậy đó, vậy anh hãy tập làm quen với ý nghĩ đó trước khi nghĩ đến chuyện cưới. Hồng có tiền, sống bằng cái gì, mà em thì Hồng chịu được khổ đâu nghen. Phút hồi tưởng ấy đột ngột bị cắt đứt khi trên đầu Sơn bỗng vang lên giọng nói trầm trầm của Phi. Hồng có tiền thì phải sáp vô, nằm mơ mộng thì hết ngày đó. Câu nói đó đã đưa Sơn quay về với thực tại. Anh mở choàng mắt và ngồi bật dậy. Xung quanh anh vẫn là rừng với màu xanh vô tận và những hố đào giống như những vết lở loét trên một cơ thể khỏe mạnh. Phi đang đứng trước mặt anh. Hắn cười hình hệch. Dậy thôi mày. Sơn nặng nề ngồi nhỏm lên. Anh nhìn thấy cái lều đã được cuốn lại, để bên những chiếc ba lô và những dụng cụ đào đãi. Khải và Thọ cũng đã ở trong tư thế sẵn sàng. Anh ngạc nhiên. Đi đâu bây giờ? Phi thông báo bằng giọng đầy hy vọng. Tao với thằng Khải mới kiếm được một nơi, cũng ngay gần đây thôi, tụi mình đến đó thử xem. Nói xong, hắn cúi xuống, xốc ba lô của mình lên vai. Đi, tụi bay, hy vọng có thể xe khá hơn. Không hỏi thêm một lời nào nữa, Sơn nhổm dậy nhanh chóng gấp gọn mấy thứ đồ đạc của mình rồi khoác cái ba lô lên vai. Họ nối nhau, đi khuất vào giữa những bụi cây dày đặc. Cả nhóm cứ cắt rừng mà đi như vậy trong khoảng nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng họ dừng lại ở một khoảnh rừng có dòng suối chảy quanh một quả đồi nhỏ tròn trịa. Đó là nơi mà Phi và Khải đã chọn. Trong khi Sơn và Phi cắm cọc dựng lều, Khải và Thọ hì hục mở một hố đào mới ngay bên cạnh. Dường như hy vọng đã tăng thêm cho họ sức lực, Phi trở lại tươi tỉnh hơn. Hắn nói đùa luôn miệng và vẽ ra những viễn cảnh tươi sáng, ý chừng để động viên mọi người. Đến khoảng gần 3 giờ chiều, những số đất đầu tiên đã được moi lên. Nhưng sau khi xem xét, Phi quyết định đào xuống sâu hơn nữa. Dù sao so với cả bọn hắn cũng là người có kinh nghiệm nhất nên ý kiến của hắn đã được thực hiện một cách nghiêm túc. Khải và Thọ tiếp tục đào sâu hơn xuống những tầng đất đó. Khi hai người đã mệt, Phi và Sơn xuống đào thay. Trong một phút nghỉ tay, Phi nhìn Sơn bằng ánh mắt không bằng lòng và hất hàm hỏi. Mày đang nghĩ gì thế? Thì sao? Sơn ngạc nhiên hỏi lại. Trông cái mặt cứ như đưa đám, Phi lầu bầu, hay là mày ngán rồi? Sơn khẽ lắc đầu, nói giọng đăm chiêu. Chán thì không chán, nhưng mà ngán quá. Anh Phi à, không hiểu sao tôi cứ linh cảm thấy có một cái gì đó không yên ổn. Phi cười khẩy. Linh cảm, hóa ra mày mà cũng mềm yếu vậy sao? Sơn lắc đầu. Đó không phải là mềm yếu. Phi nheo mắt nhìn Sơn. Vậy mày linh cảm thấy cái gì? Sơn đăm chiêu. Không hiểu sao nhưng trong suốt cả ngày hôm nay, tôi cứ cảm thấy nóng ruột hoài à. Lòng dạ cứ nóng như lửa đốt vậy. Phi không thèm nghe hết câu. Hắn xì một tiếng như tiếng rắn hổ rồi vỡ sẻng đứng phắt lên. Thôi, làm đi. Chỉ toàn có nói gở. Sơn không nói gì thêm. Lặng lẽ đứng dậy tiếp tục công việc. Trên đầu họ, vầng mặt trời tháng 3 đã nghiêng nghiêng trên rừng cây nhưng ánh nắng vẫn sói xuống gay gắt. Ở những chỗ trống, nơi mặt trời dọi được xuống mặt đất, hơi nước bốc lên mờ ảo làm cho cảnh vật rung rinh giống như một tấm gương mở. Trong cái im lặng mênh mông của rừng, tiếng những nhát xẻng xoàn xoạt nghe thật xa lạ và cô độc làm sao. Nhưng có lẽ không ai trong số họ có thời gian để suy nghĩ về điều đó. Giống như những con dế bướng bỉnh, cả bọn mải miết làm việc, mỗi lúc một đào sâu hơn nữa vào lòng đất. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.